phiên chợ đặc biệt tại Pù Luông, Thanh Hóa, cách thị trấn Gành Nành khoảng 13 km, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 130 km. Đây là phiên chợ đặc biệt của đồng bào người dân tộc Thái. Phiên chợ đặc biệt tại Pù Luông, Thanh Hóa có tên là chợ phiên phố đoàn. Chợ phiên phố đoàn là một nét văn hóa dân tộc của đồng bào người Thái được bảo tồn duy nhất những cái phiên chợ đặc biệt tại vùng cao, vùng núi của Ba Thước, Thanh Hóa. Chợ phiên này bán tất cả các mặt hàng của người dân tự sản xuất lên như là măng rừng, ốc rừng, ốc núi, cua núi và những cái đặc sắc của đồng bào người Thái. Hầu hết những cái phiên chợ đặc biệt này thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến chợ này để mua hàng. Những con ốc núi như thế này rất rẻ tiền, hoàn toàn nông sản là tự tay người dân trồng lên và làm lên. Măng rừng, rau rừng và những cái món ăn mà đặc biệt nhất của người dân tộc Thái tự sản xuất và tự mang lên nơi này bán. Những mặt hàng đặc biệt này được người dân định từ trong dãy, trong nương cách hàng chục km để hội tụ tại cái phiên chợ đặc biệt này. Chợ phiên phố đoàn thuộc xã Lũng Niêm, Bá Thước, Thanh Hóa là những phiên chợ dành cho những đồng bào người Thái và thu hút được sự tò mò của khách du lịch trong và ngoài nước đến nơi này để khám phá cái phiên chợ đặc biệt, phiên chợ tại Pù Luông, Thanh Hóa. Pù Luông, Thanh Hóa là một địa điểm văn hóa du lịch, là những cái địa điểm nghỉ dưỡng và thú vị nhất. Pù Luông, Thanh Hóa ở đâu? Pù Luông cách thành phố Thanh Hóa 130 km về hướng tây. Khi anh chị đi từ thành phố Thanh Hóa đến thị trấn Cẩm Thủy thì anh chị đi theo hướng cửa khẩu Nam Mèo. Khi anh chị đến thị trấn Cành Nành thì anh chị rẽ phải vào cầu La Hán. Và từ cầu La Hán anh chị đi theo con đường duy nhất vào Pù Luông, Thanh Hóa là đi thêm khoảng 13 km nữa là đến Pù Luông, Thanh Hóa. Và sẽ được ghé cái thăm chợ phiên phố đoàn đặc biệt này. Chợ này rất là rẻ, nông sản của bà con hoàn toàn là tự sản xuất được và bán rất rẻ. Phiên chợ này thường rất ít hoạt động và hoạt động theo chu kỳ. Chợ phiên này rất độc đáo, thu hút rất nhiều du khách. Đây là rau dớn rừng. Rau dớn rừng là cái loại rau mà mọc hoàn toàn tự nhiên ở trong rừng. Và món ăn đặc sản tại Pù Luông, Thanh Hóa này thường được rất nhiều cái khách sạn họ thu mua về, họ xào nấu những cái món ăn cho du khách. Tìm khách sạn Pù Luông, Thanh Hóa ở đâu? Anh chị liên hệ số điện thoại 0918 727286. Tôi sẽ hỗ trợ anh chị tìm khách sạn giá rẻ nhất tại Pù Luông, Thanh Hóa. Khách sạn rẻ nhất tại Pù Luông, Thanh Hóa giá bao nhiêu tiền thì anh chị chỉ cần chi trả số tiền 350.000. Anh chị sử dụng combo phòng nghỉ hạng sang, ăn tối, sinh hoạt văn nghệ và ăn sáng. Khi anh chị đến vùng đất Pù Luông, Thanh Hóa thì sẽ được nhân viên dẫn đi tận nơi cái phiên chợ để chúng ta khám phá toàn cảnh chợ phiên phố đoàn của Bá Thước, Thanh Hóa. Nếu như
anh chị hành trình khám phá Hồ Luông, Thanh Hóa thì anh chị đi vào thứ năm hoặc chủ nhật thì du khách sẽ bắt gặp cái phiên chợ Phố Đoàn, xã Lũng Niêm của Bá Thước, mang đậm nét văn hóa, đời sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc vùng cao phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Chợ Phố Đoàn còn có tên gọi khác như là chợ Phố Đòn, vốn là một khu chợ có từ thời Pháp thuộc, nằm tại xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, thuộc vào cái vùng mà chúng ta du lịch Phố Luông, Thanh Hóa. Đến với cái phiên chợ Phố Đoàn thì du khách sẽ không chỉ được mua sắm mà còn tìm hiểu về cái nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Phố Luông, Thanh Hóa nơi này. Chợ Phố Đoàn là nơi giao thương các hoạt động mua bán của người dân các xã như là Thành Lâm, Cổng Lũng, Lũng Cao, Lũng Niêm, Thành Sơn thuộc các huyện Bá Thước. Tất cả các mặt hàng đều hội tụ từ các cái xã này về cái phiên chợ đặc biệt Phố Đoàn này. Chợ phiên Phố Đoàn chỉ họp vào đúng 2 buổi sáng vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Đây là phiên chợ đặc biệt. Chợ bắt đầu từ 6 giờ sáng và thường kết thúc vào khoảng 11 giờ trưa. Chợ Phố Đoàn là nơi bán đủ các loại mặt hàng truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên thì chợ này thường thì bán cái mặt hàng mà người dân tự sản xuất và giao thương lẫn nhau, và thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến khám phá cái chợ phiên Phố Đoàn này. Người dân thường dậy rất sớm để chuẩn bị hàng hóa, để đưa hàng hóa từ trong cái nương rẫy của mình ra đến cái chợ phiên Phố Đoàn, lội xuống băng rừng và gùi hàng tới hàng chục km, trong đó xa nhất là người dân thuộc ba bản như là bản Son, bản Bá, bản Mường của xã Lũng Cao. Một gian hàng sửa chữa quần áo của một người chị đã gắn bó cái chợ Phố Đoàn này rất lâu. Chị thường dùng cái máy may rất là thời cổ rồi để chị sửa quần áo. Chợ phiên Phố Đoàn trở thành cái điểm đến hấp dẫn để tìm hiểu về nét đẹp văn hóa của người dân tộc vùng cao. Cô đi chợ Phố Đoàn này, cô có cái cảm nhận gì không ạ? Thấy rất là vui. Rất là vui là bởi vì đây là chợ phiên và rất là nhiều những cái thứ nông sản, đặc sản của cái vùng miền mà các cô rất thích. Đây này, các cô chủ yếu là mua rau này, rau sạch. Trong đề án phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương, huyện Bá Thước đã có chủ trương giữ gìn nét truyền thống của phiên chợ, giúp khách du lịch có nhiều cái lựa chọn để khám phá khi về đến vùng đất Phố Luông, Thanh Hóa thì bắt buộc là du khách phải khám phá chợ phiên Phố Đoàn. Khi anh chị về khám phá Phố Luông, Thanh Hóa cần được hỗ trợ, xin liên hệ số điện thoại của tôi là 0918 727286. Tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị tìm khách sạn tại Phố Luông, Thanh Hóa và hỗ trợ cho anh chị ăn những cái món ăn đặc sản tại Phố Luông, Thanh Hóa này, và đồng thời nữa hỗ trợ anh chị khám phá chợ phiên đặc biệt tại Phố Luông, Thanh Hóa. Đây là những cái phiên chợ, chợ phiên tại cái vùng núi duy nhất tại Thanh Hóa, tổ chức vào những ngày đặc biệt trong tuần và sẽ hỗ trợ cho anh chị tham quan tất cả các địa điểm tại Phố Luông, Thanh Hóa trong những cái hành trình mà khám phá cái khu bảo tồn thiên nhiên Phố Luông, Thanh Hóa một cách tuyệt vời nhất, và những cái chuyến đi
thành công nhất cho tất cả mọi người. Và cảm ơn anh chị đã đăng ký kênh YouTube ủng hộ giúp tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mấy con một sợ đi về là nóng nó chết. 50.000 chỗ này á? Mấy con? Hỏi cái anh đã hỏi cái nào thì em cứ nói đi luôn.